Tết xa quê, nỗi lòng ai thấu. Vậy là đã gần đến những thời khắc cuối cùng của năm, nhìn từng dòng người hối hả ngược xuôi chuẩn bị về quê đón Tết, bạn có thấy chạnh lòng không? Chắc hẳn có vô vàn cảm xúc khó giải bày với tình cảnh Tết xa quê. Chắc hẳn ít nhiều trong mỗi chúng ta, ai cũng xốn xao trước hình ảnh người người tất bật trang hoàng nhà cửa, sắp xếp công việc, mua quà về biếu những người thân yêu. Còn mình thì gượng cười trong cuộc gọi, xuân này con không về, để cố gắng làm thêm ít việc, kiếm thêm một ít thu nhập vào dịp này, bởi lẽ năm qua khó khăn quá. Ai chẳng muốn sau một năm bận rộn được về với gia đình. Thế nhưng, vì một lý do nào đó, bạn đã phải buộc lòng chọn cái Tết xa quê. Nỗi lòng người con xa xứ vào những thời khắc này lại càng khó bộc bạch. Biết bao kỷ niệm bên gia đình vào những ngày giáp Tết cứ ùa về trong ký ức. Hình ảnh làng quê nghèo mà rộn rã không khí đón xuân cứ ngập tràn trong tim. Trong lòng dù ít nhiều trông trên, nhưng bạn hãy luôn vững vàng và cố gắng hơn nữa vào năm 2024 nhé. Mọi khó khăn rồi sẽ qua thôi, chỉ cần bạn không ngừng nỗ lực. Chúc bạn một năm mới bình an.